Đoàn công tác của Ủy ban dân tỉnh do Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban dân tỉnh Lê Tấn Cận làm trưởng đoàn hôm qua đã kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các xí nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Gia Rai. Đoàn đã đến kiểm tra nhà máy chi biến thủy sản Láng Trâm, công ty cổ phần Tôm Miền Nam và công ty cổ phần Nha Trang Seafood F89. Đại diện các doanh nghiệp cho biết hiện tại đã triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Tuy nhiên quá trình thực hiện còn một số bất cập như việc hạn chế ra đường sau 18 giờ hàng ngày đối với lao động tăng ca chưa hợp lý, Việc hạn chế xe hai bánh được chở thêm người chưa phù hợp vì có lao động không biết chạy xe máy, phải đi cùng người thân mới đến doanh nghiệp làm việc. Các xí nghiệp, doanh nghiệp cũng mong muốn người lao động của đơn vị sẽ sớm được tiêm vaccine phòng COVID-19. Sau khi kiểm tra thực tế, đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo thị xã Gia Rai và các xí nghiệp, doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn cho các nhà máy tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và phòng chống dịch hiệu quả. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Tấn Cận chia sẻ những khó khăn các xí nghiệp, doanh nghiệp trong quá trình sản xuất. Đồng thời yêu cầu các xí nghiệp doanh nghiệp thực hiện đúng, đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch, tăng cường quản lý lực lượng lao động của đơn vị. Đối với trường hợp người lao động không biết chạy xe máy và làm tăng ca thì lập danh sách cụ thể, phối hợp chặt chẽ với địa phương tạo điều kiện thuận lợi để người lao động đến xí nghiệp doanh nghiệp làm việc. Các đơn vị phải bố trí phòng cách ly y tế tạm thời ngay từ cổng vào để xử lý trường hợp có biểu hiện của dịch bệnh, quản lý chặt lực lượng lái xe vì đây là đối tượng có nguy cơ cao làm lây lan dịch Covid-19.